Ra ngoài. Ra ngoài đi. Quê. Có nô tài. Ở Vân Nam ai đã gửi trạng thơ? Hôm trước nô tài đã nhận được trạng thơ của Vân Nam Đồng Chánh Sư gửi về cho Điền Bách Tuấn. Đã viết nói rằng có một nhóm nhân công mở rộng của vấn đề nên đã giết chết mấy người. Nô tài cảm thấy đã chết biết bao nhiêu lượng. Chuyện này còn nhỏ sao? Nô tài cảm thấy Đồng Chánh Sư Vân Nam khác hẳn với những nhà môn khác. Họ có quyền lực để trấn áp những nhân công khai quận. Cho nên người đã gác trạng thơ qua một bên và các công nhân của 36 mỏ đồng mới thỉnh nguyện cả mấy vạn công nhân. Điều này đã làm chấn động giang sơn xã tắc. Như vậy mà trẫm không có hay biết gì hết. Chức quân cơ đại thần của kênh dùng để làm gì? Nô tài có tội. Tại sao các cậu quan không biết suy nghĩ? Dân Nam của trẫm có cần hay không? Giang sơn xã tắc của trẫm có còn cần hay không? Đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn che giấu cẩn mật, không có tiết lộ một chút tin tức gì hết. Tiền Phong, mỏ đồng Than Thủy đó là một nơi thế nào? Bẩm hoàng thượng, Than Thủy là mỏ đồng lớn nhất của Vân Nam, cách Công Minh không bao xa. Trẫm tin tưởng những lời của công nhân mỏ đó. Vân Nam có chuyện, hơn nữa là xảy ra chuyện lớn như vậy. Điền Bách Tuân đã bị điên khùng, Thang Dân Mông đã điên khùng, không lẽ Nhạc Dân Anh cũng điên khùng luôn hay sao? Đáng chết, tất cả đáng chết. Hoàng thượng, nô tài trong nội vụ phủ cũng biết được ít nhiều về chuyện của Đồng Chánh. Chuyện ở Vân Nam coi bộ còn rắc rối hơn là những điều chúng ta biết được. Nói. Dạ. Phước lớn mạng lớn nên được may mắn. Hây à, người thiệt là có vận may. Tới kinh thành muốn gặp ai thì gặp được người đó. Hây à. Ta tới kinh thành đã lâu, tổng cộng tới bây giờ chỉ gặp hoàng thượng có 2 lần thôi. Người mới tới thì gặp được liền. Trương Xuyên, tôi khi nãy người mà tôi gặp là hoàng thượng. Khi nãy người đứng giữa nghe người nói chính là hoàng thượng. Hoàng thượng? Phải, người đó chính là hoàng thượng. Đúng, tôi phải đi gặp ổng. Ê nè nè, không được, bây giờ không thể đi. Lúc nãy không biết không có tội, bây giờ đi thì phập một cái thì chém 3 cái đầu của người á, biết chưa? Thiệt à? Thiệt, qua đây. Tôi nhìn không rõ mặt hoàng thượng thế nào. Không cần nóng lòng, để lát hoàng thượng đi về, ngươi đứng ngay cửa sổ thì thấy ngay mà. Thiệt hả? Uống miếng trà đi, ta làm đồ ăn cho ngươi ăn. Mấy vị quan đồng nhập khẩu bị giảm, gây ra tiền đồng bị khiếm khuyết. Mỗi năm hộ bộ cũng 100 vạn lượng quan ngân, cũng đều nhờ hết vào các quan mỏ được khai thác và do quan địa phương thu thập. Hoàng thượng cũng từng quy định tất cả chất đồng dự trữ trong kinh đều do dân Nam cung ứng mỗi năm 600 vạn cân. Nhưng mà mấy năm nay tài vật bằng đồng chuyển đến cung trung càng lúc càng khiếm khuyết. Bắt đầu từ bao giờ? Khiếm khuyết bao nhiêu? Bắt đầu từ 2 năm trước, tất cả những tài vật đồ đồng vận chuyển đến kinh đô mỗi năm chia thành 6 lần, mỗi lần phải chuyển 100 vạn cân. Nhưng mà 2 năm trước đã khiếm khuyết 60 vạn cân, năm rồi khiếm khuyết 60 vạn cân, còn năm nay đồ đồng vận chuyển đến kinh đô chỉ còn 2 lần, tổng cộng 200 vạn cân. Bây giờ tháng 8 rồi, tính tới trước tháng 8 thì vẫn còn khiếm khuyết 100 vạn cân đó hoàng thượng. Các cục dự trữ tiền đồng ở trong kinh thành sắp sửa bị đình chỉ. Sao khanh chưa bao giờ nói cho trẫm biết về chuyện này? Đồng chính của Vân Nam là thuộc về hậu bộ quản hạch, nội vụ phủ chỉ cai quản cục dự trữ quan ngân. Hơn nữa việc này không phải là do nô tài chủ quản, chẳng qua vì đồng chánh của Vân Nam quan hệ tới đại cuộc, vì vậy nô tài mới lưu ý tới chuyện này. À Quế, những chuyện này bên quân cơ của khanh có biết hay không? Dạ biết, nô tài cũng đã từng hỏi mấy lần, có hỏi Điền Bách Tuấn. Điền Bách Tuấn nói tất cả các tỉnh đến Vân Nam đều mua đồng quá nhiều, những nước lân cận cũng nhảy vào mua đồng nữa, nên làm cho giá đồng tăng lên. Giá quan thu mua thì thấp, cho nên thu thập gặp nhiều khó khăn. Nô tài đã phái quan viên đến Vân Nam để tìm hiểu rõ, họ trở về báo lại cũng giống như những lời Điền Bách Tuấn nói. Quan thượng, thần cho rằng việc trước mắt là phái quan viên lập tức tới Vân Nam ổn định đại cuộc, điều tra tìm mấy về chuyện náo loạn, sớm khôi phục việc sản xuất mỏ đồng. Quân lương không cần gấp, nếu hoàng thượng đã nhận cáo trạng của người, nhất định sẽ phái người về Vân Nam, yên tâm. Nè, nói chuyện với người kìa. Hả? Trừ Xuân, hả?
người đó có phải là hoàng hậu hay không? Người đó là A Hoàng của Hòa Đại Nhân. Thiệt tình A Hoàng? Ừ. A Hoàng mà cũng đẹp như vậy à? Khi nãy trong nhà tôi còn nhìn thấy một người nữ khác, tay chân của cổ và cả cái miệng của cổ, nên mới nói người tới kinh thành là mở rộng tầm mắt. Hê Trường Xuân, hê, nói cho người biết, ân nhân cứu mạng của tôi cũng đẹp lắm, là một ni cô. Gương mặt của cô ấy, hê, so với cái tách trà thì còn trắng và nhỏ hơn. Quân Lương, lúc mới tới thì khóc thảm thiết, đòi sống đòi chết. Thật ra người tới dân cáo trạng hay nhìn đàn bà? Hế Trường Xuân, tôi chỉ xuôi miệng nói một câu thôi, tôi đâu có ý gì khác. Bây giờ nhìn lại thì coi bộ Nhạc Dân Anh này không thể đảm nhiệm nổi trọng nhiệm ở Phong Cương. Đồng chính ở Vân Nam, không có đồng, lấy gì để làm ra tiền đi? Các người nghĩ coi nên phái ai đi Vân Nam là thích hợp nhất? Hoàng thượng, việc náo động mỏ độc của Vân Nam lần này, nếu nhìn bề ngoài có vẻ như đám thợ mỏ muốn gia tăng tiền công mới gây náo loạn, nhưng điều mà thật lo lắng e rằng quan viên của Vân Nam thông đồng nhau ăn hối lộ, cho nên đã tạo ra cục thế nguy kịch này. Tài vật tiến kinh của Đồ Đồng mấy năm nay đã bị khiếm khuyết. Còn nữa, quan binh Vân Nam sát hại các thợ mỏ một cách vô lý. Hoàng thượng, Tiền Phong tự nguyện đi Vân Nam triệt để điều tra cái chuyện này. Khanh đi. Tiền Phong, khanh là người Vân Nam, đi Vân Nam để điều tra án, vô tư cũng trở thành hữu tư, khanh làm sao mà xử lý công bằng được? Bảo đệ của khanh đầu cáo thì khanh đi xử lý. Thần không nghĩ tới điều này. Hoàng thượng, nô tài cho rằng có thể phái Doãn Kế Thiện đi. Doãn Kế Thiện lão thành tự trọng, hơn nữa còn có kinh nghiệm về việc chế đồng. Không được, lưỡng quản trọng địa không thể sơ ý. Trẫm không thể vì Vân Nam mà mất đi lưỡng quản. Hoàng thượng, nô tài đi được không? Không được, không được, không được, không được. Khanh cùng Lưu Dũng không thể đi. Kinh thành có quá nhiều việc, hai người đi thì ai thay thế? Hoàng thượng, vậy còn Triều Mội Cơ, Triều Đại Nhân, ông đã từng làm thống đốc dân quý, biết chế đồng. Bây giờ trong triều trên dưới không một ai biết rõ tình trạng của dân Nam bằng ông ta. Có lẽ ông đã 69 tuổi và còn tân trạch quan thì tuổi đã quá cao. Trẫm muốn người đi đến Vân Nam tốt nhất là nhị phẩm hay là phòng nhất phẩm, tuổi tác từ 40 mấy cho tới 50, khi mà đến đó mới có thể chịu nổi. Hơn là phải biết việc kinh tế, xử lý việc phải quả quyết, vậy cũng cần phải có một chút thủ đoạn. Đúng, chính là ông. Là ai? Hả? Lý Sĩ Diệu. Lý Sĩ Diệu? Đúng, chính là ông, Lý Sĩ Diệu. Hoàng thượng, thần đã có qua ông thẩm án rồi. Trong vụ án của học giả Thiểm Kinh, tuy rằng tính tình nóng nảy, hơn nữa đối với gia quyến của các quan viên có liên quan thì đã bước một cách quyết liệt, nhưng thần cho rằng Lý Sĩ Diệu không làm gì sai. Hơn nữa, Lý Sĩ Diệu từng làm quan huyện lệnh và từng nhậm chức tại công bộ cùng với hộ bộ, và điều hiếm quý là Lý Sĩ Diệu từng làm qua phó thống lãnh, từng đánh giặc, đối với quân chính dân chính đều rất thân thuộc. Cho nên thật tin rằng Lý Sĩ Diệu đi Vân Nam là nhân tuyển thích hợp nhất. Tiền Phong, đừng có nói nữa. Lý Sĩ Diệu tuyệt đối không được. Sao không được? Chỉ biết là không có thích hợp. Hoài Sanh, tại sao lại không thích hợp? Quỳnh phải kiếm ra lý do, không thể chỉ nói là không được. Tiền Phong, ngươi không phải là không biết, Lý Sĩ Diệu làm thống đốc Thiển Kim được nửa năm thì có hơn phân nửa quan viên trên dưới đã bị mất lòng. Và hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Quỳnh mau nói ra. Tiền Phong, quan viên đi Vân Nam điều tra án còn rất nhiều người, tại sao cứ nhắm tới Lý Sĩ Diệu không chịu buông? Hoài Đại Nhân, vậy tại sao nói là Lý Sĩ Diệu lại không được? Tiền Phong, Lý Sĩ Diệu tại sao bị bãi quan miễn chức, ngươi không phải là không biết. Ông ta xử vụ án của Thiển Kim, cứ nắm chặt lấy quý tử của Dương gia không chịu buông, hơn nữa còn ép chết con trai của Lễ Dương gia. Chuyện này không thể trách Lý Sĩ Diệu. Nếu Lễ Dương gia cùng với con trai của ông không xen vào vụ án Thiển Kim, tại sao Lý Sĩ Diệu nắm chặt họ mà không chịu buông? Nếu như không phải vì hoàng thượng. Thế đó. Ăn, ăn, ăn.
Khanh theo trộm làm thị vệ bao nhiêu năm, ngoại trừ ăn, Khanh còn biết làm cái gì nữa? Hãy coi Khanh kìa, ăn đến nỗi mặt mày đỏ hết, bụng cũng to.